Cái tên iPhone có lẽ đã quá phổ biến đối với người tiêu dùng Việt Nam. Mỗi năm Apple đều cho ra mắt từ 1 đến 2 mẫu iPhone mới. Nếu chẳng may bạn đang sở hữu một chiếc iPhone của năm ngoái, nhưng chiếc iPhone mới năm nay được giới thiệu có rất nhiều tính năng hay ho và bạn không thể nào kìm được lòng. Và các bạn băn khoăn rằng liệu có nên nâng cấp hay không? Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ giải đáp câu hỏi này của các bạn bằng cách so sánh chiếc iPhone 5 và iPhone 5S. Liệu các bạn đang dùng iPhone 5 có nên nâng cấp hay không? Thoạt nhìn qua thì ít có ai có thể phân biệt được đâu là iPhone 5 và đâu là iPhone 5S. Bởi căn bản cả hai chiếc điện thoại này đều sở hữu cùng một ngôn ngữ thiết kế, vẫn là một bộ khung nhôm chắc chắn, mang đến cho người dùng một cảm giác sang trọng của một món đồ trang sức hơn là một chiếc điện thoại. Để phân biệt được chiếc iPhone 5 và iPhone 5S qua vẻ bề ngoài, thì các bạn cần để ý thứ nhất đó là nút home. Ở bên dưới nút home của iPhone 5S còn có chứa một cảm biến vân tay. Chính vì thế nút home được làm phẳng và không họa tiết hình vuông ở giữa. Điểm khác biệt thứ hai nằm ở mặt lưng, đó chính là cụm đèn flash bên cạnh camera. Đèn flash trên iPhone 5S là đèn flash kép, thay vì hình tròn thì nó có hình bầu dục. Đây chính là hai điểm khác biệt nhiều nhất và dễ để phân biệt nhất khi các bạn so sánh iPhone 5 và iPhone 5S. Còn về phần nội tạng bên trong, có lẽ nhiều người không để ý, nhưng từ iPhone 5 lên iPhone 5S là một sự nâng cấp rất lớn. iPhone 5 sử dụng chip Apple A6, lõi đôi 13GB và RAM 1GB DDR5, cùng với đó là vi xử lý đồ họa 3 lõi. Còn trên iPhone 5S vẫn là lõi đôi 1.3GHz, nhưng được đẩy lên chip hoàn toàn mới, đó là chip Apple A7. Vi xử lý đồ họa đã không còn là vi xử lý 3 lõi, mà lần này là vi xử lý 4 lõi, cùng với đó vẫn là 1GB RAM, nhưng là RAM 3, cải thiện đáng kể về tốc độ. Chưa hết, khi iPhone 5 sở hữu một cục pin có dung lượng là 1440mAh, thì iPhone 5S đã được nâng cấp lên 1560mAh, cho thời gian sử dụng pin được cải thiện đáng kể. Mới chỉ cần nhìn trên giấy tờ thôi, chúng ta có thể thấy rằng iPhone 5S được nâng cấp nhiều như thế nào so với iPhone 5. Tuy với những tác vụ hàng ngày từ mở app, nhắn tin, nghe gọi, lướt Facebook, thì bạn sẽ khó có thể phân biệt được sự khác biệt về tốc độ của hai chiếc điện thoại này, trừ khi bạn so sánh hai chiếc điện thoại đặt ngay cạnh nhau. Nhưng nếu bạn chơi game 3D, và đặc biệt là những game 3D nặng, thì bạn sẽ nhận thấy iPhone 5S chạy mượt hơn rất nhiều, và chưa kể đến là khả năng phục vụ cho tương lai lâu dài hơn, khi iPhone 5S có thể nâng cấp lên iOS 9, thậm chí là iOS 10. Điều thứ hai khá hay ho khiến bạn nâng cấp từ iPhone 5 lên iPhone 5S đó chính là cảm biến vân tay. Cảm biến vân tay này không chỉ làm cho thiết bị của bạn được bảo mật tốt hơn, mà còn giúp bạn mở khóa nhanh hơn và thuận tiện hơn so với mở khóa bằng nhập mật khẩu. Chưa kể đến là sau khi jailbreak xong, các bạn có thể sử dụng cái nút home này như một màn hình cảm ứng mini. Bạn có thể chạm hoặc là tap hai lần vào đây mà không cần bấm hẳn nút home xuống. Điều tiếp theo mình muốn nói đến đó chính là camera của iPhone 5S. Các đời iPhone vẫn được biết đến với camera rất tốt, và trên iPhone 5S đó là một sự cải tiến lớn so với iPhone 5 khi Apple tạo ra một ống kính mới được gọi là ống kính EyeSight, cho màu sắc tươi chuẩn hơn, chụp ảnh cũng nhanh hơn, ảnh sáng hơn, cùng với đó là đèn flash kép, khi bạn chụp với đèn flash màu sắc sẽ chuẩn hơn. Còn nữa, đó chính là khả năng quay phim slow motion 120 hình một giây. Tính cho tới thời điểm hiện tại thì ngoài iPhone 6 và 6 Plus ra, thì chưa một smartphone nào khác có thể đọ được với iPhone về chất lượng quay slow motion 120 hình một giây. À mà quên, chúng ta còn chưa nhắc đến camera tự sướng ở đằng trước. Có lẽ mọi người đã biết quá rõ rằng iPhone là chúa tể về tự sướng. Đó chính là lý do ăn tiền nhất khiến chị em mua iPhone. Camera đằng trước vẫn tự sướng ảo lung tung chảo. Và đây cũng lại chính là một lý do nữa khiến các bạn nên mua chiếc iPhone 5 và 5S nếu các bạn muốn tự sướng. Và vừa rồi là những chia sẻ của mình về chiếc iPhone 5 và iPhone 5S. Liệu các bạn có một chiếc iPhone 5 có nên nâng cấp lên iPhone 5S hay không? Câu trả lời là có nếu các bạn có một hầu bao rủng rỉnh. Còn nếu bạn thích iPhone, thích một thiết kế bằng nhôm, thích một hệ điều hành mượt mà, chụp ảnh đẹp, tự sướng ngon, thì chả có lý do gì khiến bạn từ chối chiếc iPhone 5 cả. Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như giá của các sản phẩm này, hãy truy cập vào website maxmobile.vn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên bấm like
đăng ký với kênh của Mac Mobile để tiếp tục theo dõi các video như thế này trong tương lai. Mình là Súp Mèo. Xin chào, hẹn gặp lại.